Ngọc Phượng kính chào quý vị khán giả của chương trình đặc sản miền sông nước. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đồng hành qua những miền quê, cùng thưởng thức những món ăn ngon với những cách nấu bằng những dụng cụ đặc trưng của miền sông nước như là gà nướng đất sét nè, cá bọc lá sen hay là gà nướng lu, rồi cá nướng lu, cá kho tộ. Rất là nhiều phải không ạ? À? Và ngày hôm nay thì Ngọc Phượng mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu về một món ăn cũng mang rạch ròi phong cách Tây Nam Bộ nhưng có phần tinh tế hơn, cầu kỳ hơn. Và món ăn này thể hiện rõ lòng hiếu khách của người dân Tây Nam Bộ. Đó chính là món cù lao, một món ăn của sự san sẻ, tình yêu thương và những kỷ niệm êm đềm. Người ta nói rằng về giới sông nước miền Tây Nam Bộ là cứ như được về nhà mình vậy. Cảnh quê hương yên bình, còn bà con ở quê thì dễ thương mà hiếu khách lắm. Cứ bày ra đủ thứ món ngon mà thết đãi, hết món này là tới món kia liền. Khách về thì chỉ việc ăn cho no bụng thôi, chứ đừng hòng mà từ chối được tấm chân tình của con người nơi đây. Cuộc sống nhà quê dẫu hổng có cao sang gì, chỉ là những mái lá đơn sơ, những cây cầu nhỏ bắc qua con kinh trước nhà, những vườn cây sai trái. Vậy chứ mỗi khi mời khách là lúc nào cũng tươm tất, đủ đầy những hương vị đặc sản của nhà quê. Và con người ta mỗi khi về giới miền sông nước đều cố ở lại lâu nhất có thể và cố gắng tìm để thưởng thức càng nhiều càng tốt những món ăn đậm chất dân dã của nơi này. Bởi chỉ có như vậy thì mới coi như là đã cảm nhận hết được đầy đủ cái hương đất, tình người của xứ này. Nói tới miền Tây, ai cũng nhắc tới những món nướng dân dã nơi bờ ruộng, sân nhà. Nói tới bao thứ rau dại phong phú, mát lành. Nói tới cá tôm vô số. Nói tới những món bánh quê độc đáo. Và đặc biệt là những món mắm kho, canh chua thường xuyên xuất hiện trong những bữa cơm nhà. Mà nay đã được nâng tầm lên thành lẩu chua, lẩu mắm trứ danh khắp cả nước. Hễ nhắc tới các món canh món lẩu thì nhất định phải nói tới sự chan hòa, sẻ chia và gắn bó với nhau của bà con xứ mình. Họ là những con người quanh năm lam lũ nhưng luôn cùng nhau đi qua những đắng cay cũng như ngon ngọt của cuộc đời. Từ ban đầu chỉ là tô canh dọn lên trên mâm cơm hàng ngày, dần dần bà con mình đã biến chuyển nó sang cách ăn mới, nóng hổi hơn, cầu kỳ hơn và ngon lành hơn. Món canh như canh chua, canh thập cẩm giờ đây được nâng tầm thành món lẩu, món cù lao dùng để đãi khách và để thể hiện sự thơm thảo, nghĩa tình. Bởi vậy không phải tự nhiên mà người ta nói vui rằng bà con mình đem hết lòng dạ tim gan mà đãi khách rồi, không giữ lại gì cho thân mình nữa hết. Cái nết hiếu khách này thể hiện qua lời ăn tiếng nói, cách đối đãi và cả những món ăn mang hàm ý sâu xa nữa. Và một trong số đó chính là món cù lao, món ăn của nghĩa tình, của sự chan hòa trong lối sống của con người nhà quê sông nước. Ngày xưa cứ mỗi khi nhà có khách hay đám tiệc dỗ quải và nhất là dịp cưới hỏi thì bắt buộc phải có món cù lao. Món ăn này có tim, có gan, có những sản vật của quê hương. Có vị ngọt ngào, thanh mát như vị phù sa quê mình. Chỉ là món ăn thôi, nhưng nó chở mang cả đất, cả người và cả tấm chân tình ngọt ngào của vùng quê sông nước miền Tây Nam Bộ. Chữ cù lao đối với người dân miền Tây mình đó thì có lẽ đã rất là quen thuộc rồi. Nhưng đối với người dân ở những vùng miền khác thì chắc hẳn là quý vị đôi khi còn không biết cù lao là gì đúng không ạ? Cù lao có nghĩa là chỉ tới một cái mỏm đất nổi lên ở giữa sông. Đơn giản chỉ là một cái khái niệm về địa lý tự nhiên mà thôi. Nó bắt nguồn từ cái chữ pulau ở trong tiếng Mã Lai, có nghĩa là đảo. Người phương Tây thì phiên âm cái chữ này thành chữ pulau, còn người Việt mình thì lại gọi cái chữ này có nghĩa là cù lao. Cụ thể là trong cái cuốn Việt Nam Tự Điển của soạn giả Lê Văn Đức đó thì có giảng về cái từ cù lao này, có nghĩa là một loại lẩu đựng cái thức ăn có nước ở bên trong, rồi ở giữa thì có một cái ống để đựng than lửa. Cái ống đựng than lửa này có tác dụng là làm nóng thức ăn ở xung quanh trong quá trình mà người ta ăn lẩu, cũng giống như cách người Việt mình ăn lẩu thời bây giờ thôi ạ. Về giới miền Tây Nam Bộ
là về với những dòng sông. Sông mênh mông chở nặng phù sa, sông chở nặng ân tình và ôm lấy quê hương có những con người quanh năm giàu giải. Ở giữa lòng sông, đâu chỉ có cá tôm, đâu chỉ con nước lớn nước rồng, mà còn có những dải cù lao ngày đêm được phù sa bồi đắp, nên cây trái luôn xanh tươi và đời sống của bà con mình trên những dải cù lao luôn ấm no, đầy đủ. Thiệt vậy, cứ về quê đi, người ta sẽ có dịp ghé ngang rất nhiều những vùng đất cù lao như thế. Đó là cụm cù lao Tứ Linh, Long Lân Quy Phụng của Bến Tre, cù lao Tân Phú Đông, Tân Phong ở Tiền Giang. Rồi về Vĩnh Long thì có cù lao An Bình. Và cứ hầu như tỉnh nào cũng có những dải đất đặc biệt mang tên gọi cù lao như vậy cả. Nếu như cái cù lao là một sự sáng tạo của thiên nhiên, thì món cù lao lại là một phát minh rất tuyệt vời của người dân miền sông nước Tây Nam Bộ. Không chỉ để giữ cho món ăn luôn ấm nóng, mà nó còn nói lên tâm tư, những nỗi niềm, sự yêu mến quê cha đất tổ của những con người bình dân lao động. Cái cù lao như một cái nồi nhỏ, ở giữa là một ống tròn nổi lên để đựng than, ở dưới thì có chân đế để chứa tro tàn. Ngày xưa ở nhà quê mình, nhà nào cũng sắm mấy cái cù lao để sẵn. Hễ mà nhà có khách là có ngay dụng cụ nấu nướng, hay mỗi khi nhà có đám tiệc, đãi nhiều mâm, nhiều bàn, thì chạy giáp xóm là thế nào cũng mượn được mấy chục cái cù lao. Khách khứa tha hồ mà thưởng thức những món ngon mà chủ nhà chiêu đãi. Ngồi sum vầy quanh cái cù lao nóng đỏ là như thấy ngay trước mắt mình những dải cù lao xanh tươi trù phú, những nhịp sống nhà quê thanh bình và cháy bỏng những yêu thương. Ăn rồi nhớ mãi cù lao, than hồng ở giữa, xôn xao tứ bề. Nào tôm, cá, thịt, ê hề, nào rau, nào cải, món quê xin mời. Về với miền sông nước đó mà được thưởng thức cái món cù lao thì ta nói ăn no bể bụng luôn hà. Hầu như những cái loại thức ăn nào mà muốn ăn nóng nè và được bày biện trên cái loại bếp đặc biệt này thì người ta gọi chung đó là cù lao. Nhìn chung và phổ biến nhất thì vẫn có hai loại, đó là cù lao chua và cù lao ngọt. Nghe cái tên thôi là thấy cái vị giác nó khác nhau, trái ngược nhau rồi đúng không ạ? Nhưng mà khi thưởng thức đó thì cả hai loại cù lao này đều cho người ta chung một cái cảm nhận, đó là đây là một món ăn có vị ngon không lẫn vào đâu được. Món cù lao truyền thống của miền sông nước quê mình là cù lao ngọt với nước dùng ngọt lừ và những loài rau củ tôm thịt sẵn có ở nhà quê hay dễ dàng mua được ở chợ. Bày biện ra cho đầy đủ nguyên liệu thì mới thấy hết sự kỳ công của món ăn này đó à ngang. Thịt thà thì có xương heo, giò sống, tim và gan heo được mần kỹ. Mớ tôm khô hoặc tôm tươi được lột vỏ cho khéo, da heo khô chiên phồng, còn phần rau cải thì đa dạng hơn rất nhiều, kiểu như mùa nào thức nấy vậy. Chỉ cần rau củ có vị ngọt là đều đem nấu món này được hết. Có thể là cái bắp cải, củ cải đỏ, cải bẹ ngọt, bông bí hay nụ bí thì đều hợp cả. Nghe qua hay nhìn sơ khâu chuẩn bị thì người nào tai mơ trong việc nấu nướng sẽ thấy hoảng hồn luôn cho coi. Nước dùng của món cù lao này được hầm kỹ bằng xương và tôm khô nên ngọt lừ vị tự nhiên, không cần phải nêm thêm đường hay bột ngọt nữa. Phần tôm thịt sẽ được luộc cho vừa chín tới rồi vớt ra để cho ráo. Còn rau cải sẽ được lặt rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn hay tỉa bông tỉa hoa cho bắt mắt rồi để riêng một bên. Khâu chuẩn bị như vậy cơ bản là xong rồi đó. Giờ chỉ cần kiếm người nào khéo tay bày đồ ăn vô cái cù lao nữa là dọn mâm được rồi. Đậy nắp lại rồi mới gấp mớ than đang cháy đỏ ở bếp bỏ vô cái ống than. Người ta xếp tất cả các loại thịt thà và rau củ vào trong cái cù lao cho đều đẹp rồi chan nước dùng vô cho ngập.
nhớ đơm thêm dĩa bún cho bự, với rót chén nước mắm, sắc ớt bỏ vô là đủ bộ ngon lành để dọn mâm lên đãi khách được rồi đó. Cái ống than đỏ rực làm phần nước ở mé ngoài cái cù lao nóng sôi lên, bốc khói nghi ngút và thơm phương phức. Chỉ nhìn thôi là thấy thèm lắm rồi. Gấp bún vô chén rồi chan miếng nước cù lao vô, gấp miếng tim, miếng gan, chấm trong nước mắm cay, miếng rau cải nhai giòn giòn, đưa chén lên thổi phù phù mấy cái, rồi húp miếng nước cù lao mà ngây ngất vì cái vị ngon của nó. Ngọt ngào như tấm lòng của người dân quê mình, và thanh mát như màu xanh mênh mông của vùng quê sông nước ngàn năm yên bình này. Cù lao ngọt mang vị ngọt của quê hương, vị ngọt của lòng người, và nhất định phải có gan và tim heo như một cách minh chứng cho lòng hiếu khách của bà con quê mình vậy. Đối đãi với nhau bằng tất cả tim gan, tất cả chân tình. Nếu như cù lao ngọt mang vị ngọt dịu dàng, thì món cù lao chua sẽ là một bức tranh thanh mát của cái vị chua đậm đà đặc trưng cho phong cách ẩm thực miền sông nước. Cù lao chua chính là sự nâng tầm của món canh chua quen thuộc được dọn trong cái cù lao để món ăn luôn ấm nóng, vì vậy mà cũng ngon và đa dạng hơn rất nhiều. Đó là sự đa dạng trong các cách tạo độ chua, như vị chua của cơm mẻ, trái bần hay lá me non, trái giác, rồi tới sự đa dạng trong các loại thịt cá nữa chứ. Và hầu như để nấu cù lao chua, người ta chỉ nấu bằng các loại thủy sản như tôm, lươn, cua, cá, cũng như những loại rau có vị nhẫn, đắng hay hơi chát như tai tượng, cải bẹ xanh, rau nhút, điên điển, bông súng, sò đũa. Và do là món ăn có vị chua, tuy ngon miệng nhưng mang ý nghĩa của sự chua chát, nên ngày xưa không bao giờ được đãi trong đám tiệc, nhất là đám cưới hỏi, mà chỉ dọn ăn, tiếp khách hàng ngày. Dẫu vậy, nhưng cái cù lao chua với vị ngon đặc biệt của nó vẫn khiến người ta đã ăn rồi thì cứ nhớ hoài, nhớ mãi. Cuộc sống ngày mới đổi thay rất nhiều, tân tiến, hiện đại hơn, nhưng chính nó lại làm mai một đi những nét mộc mạc quê mùa của ngày xưa cũ. Ngày nay, người ta đãi đám tiệc bằng bếp ga, lẩu điện, thay cái cù lao chua bằng lẩu thái, còn cái cù lao ngọt thì dần dần cũng biệt tâm. Bởi vậy mà bây giờ, cái cù lao được coi như hàng hiếm, đồ cổ. Tụi nhỏ thời nay nhìn nó đầy lạ lẫm, còn người xưa thì mỗi bận hiếm hoi nhìn thấy là mắt lại rưng rưng, như nhớ tiếc về một vị ngon ngọt, mát thuở nào, và lưu luyến không nguôi về những tháng ngày đã cũ.